Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua nâng cao hiệu quả các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên là một trong những nhiệm vụ được các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh hết sức quan tâm thông qua việc đầu tư các cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực cho các trung tâm. Vậy nhưng nguồn nhân lực từ ngân sách nhà nước thì có hạn, trong khi yêu cầu đặt ra cho công tác giáo dục đào tạo nguồn nhân lực ngày càng cao. Trước thực tế này, cần có sự nỗ lực chủ động sáng tạo của mỗi trung tâm. Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai vừa ban hành văn bản chấn chỉnh việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục. Theo thông tin phản ánh từ cơ quan báo chí, một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh còn tình trạng tập trung đông người diễn ra trong thời gian phụ huynh đưa đón học sinh tại khu vực cổng trường không đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Để thực hiện nghiêm túc hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị khẩn trương xây dựng phương án, quy định thời gian tổ chức đón nhận trẻ mầm non, học sinh tới trường, thời gian tan học ở từng khối lớp cụ thể, phù hợp, tuyệt đối không để tình trạng ùn tắc, tập trung đông người tại khu vực cổng trường, xung quanh trường. Các đơn vị cần chủ động báo cáo tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo bố trí các lực lượng chức năng như công an, y tế, đoàn thanh niên, đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm của lực lượng thanh niên xung kích, cờ đỏ, đội tự quản, để tổ chức phân luồng giao thông, kiểm soát, hướng dẫn nhắc nhở học sinh và phụ huynh học sinh không tập trung đông người, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an ninh trật tự an toàn tại khu vực cổng trường và xung quanh trường. Bên cạnh đó, cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền giáo dục để cán bộ giáo viên, người lao động, người học của đơn vị và phụ huynh học sinh tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai quyết tâm đạt mục tiêu phấn đấu đứng đầu trong các sở, ban ngành của tỉnh về chỉ số cải cách hành chính năm 2021. Để đạt được mục tiêu này, ngành sẽ đa dạng hóa công tác thông tin tuyên truyền, kiểm tra cải cách hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tập trung rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động có hiệu lực hiệu quả. Đồng thời, rà soát xây dựng bộ thủ tục hành chính của ngành trên cơ sở dữ liệu nhằm bảo đảm thống nhất, đồng bộ, phục vụ tra cứu, cập nhật, công khai thủ tục hành chính, rút ngắn ít nhất 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định, nâng cao chất lượng phục vụ và tính công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, và các yêu cầu trong việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2015. Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ là một trong những nội dung then chốt được ngành giáo dục tỉnh đặt ra nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nguồn nhân lực, khoa học công nghệ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025. Cụ thể, ngành giáo dục tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ sở giáo dục, đưa nội dung giáo dục kỹ năng số vào 100% trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, vùng thuận lợi, đầu tư tối thiểu 50 phòng học tin học cho các trường phổ thông, xây dựng và triển khai lớp học thông minh ở các trường phổ thông, trường điển hình về giáo dục STEM. Cùng với đó là xây dựng mô hình dạy học tiếng Anh trực tuyến, đẩy mạnh triển khai chương trình tiếng Anh 10 năm ở các cấp học, bao gồm dạy nối tiếp chương trình và khảo sát các lớp đầu cấp, trên cơ sở đủ điều kiện để mở rộng quy mô trường lớp, tiếp tục nhân rộng mô hình trường điển hình về dạy học ngoại ngữ, dạy tiếng Trung Quốc và một số ngoại ngữ khác tại một số cơ sở giáo dục, trung tâm có điều kiện. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên thành phố Lào Cai đã luôn đổi mới sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, được quan tâm hàng đầu trong công tác tự chủ là việc liên kết đào tạo đã mang lại kết quả tích cực, góp phần thiết thực giảm chi cho ngân sách của tỉnh. Em Đào Thị Quỳnh, dân tộc Tày, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, chọn ngành du lịch vì ngoài sở thích đi đây đi đó, Quỳnh còn rất muốn được cống hiến cho sự phát triển của ngành du lịch địa phương. Quỳnh đã theo học khoa quản trị kinh doanh trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng, mở tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên thành phố Lào Cai. Cháu đang học ở đây thì có, đặc biệt là có thầy cô ở trường chính ở dưới Cao đẳng Du lịch Hải Phòng lên tại Lào Cai dạy ạ. Các thầy cô thì cũng đi tu nghiệp cấp nước ngoài về, bên Anh, bên Úc về, cho nên là rất là nhiều kinh nghiệm để truyền đạt lại bọn cháu ạ. Bọn cháu vừa học, vừa thực hành, nghĩa là vừa học mà vừa đi thực tập tại các khách sạn. Ví dụ bọn cháu năm vừa rồi bọn cháu đã thực tập tại khách sạn Thảo Minh ở dưới Cát Bà, Hải Phòng ạ. Với Nguyễn Thị Kiều, xã Triềng Ken, huyện Văn Bàn, học sinh năm thứ hai khoa quản trị khách sạn trường Cao đẳng Lào Cai cũng đã tự tin đi làm thêm tại Lào Cai.
Nhờ có kỹ năng tốt, em không chỉ được trả mức lương khá và ổn định, mà còn được khách sạn hứa sẽ nhận làm việc lâu dài sau khi ra trường. Cháu xin cảm ơn trường Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên thành phố Lào Cai và đã liên kết với trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng. Tại đây thì cháu được học tập chuyên sâu về các chuyên ngành về du lịch và đã tiết kiệm được rất là nhiều chi phí khi học tập ở gần nhà. Nhà trường đã cam kết là sau khi ra trường thì cháu sẽ được bố trí 100% việc làm. Nhưng mà bây giờ thì hiện tại cháu đang đi học thì cháu vẫn đã được các doanh nghiệp mời đến để đi làm rồi ạ. Việc liên kết đào tạo đối với trường Cao đẳng Hải Phòng không chỉ tạo thuận lợi cho học sinh Lào Cai được đào tạo ở môi trường tốt nhất, mà còn thuận lợi, giảm chi phí đi lại cho học sinh và giảm gánh nặng cho ngân sách của tỉnh. Theo tính toán của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên thành phố, từ năm 2017 đến nay, mỗi năm bình quân trung tâm liên kết đào tạo với trường Cao đẳng Hải Phòng khoảng 90 đến 100 học sinh trung cấp nghề, giúp cho ngân sách tỉnh không phải chi cấp bù học phí khoảng 800 triệu đến 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó còn giảm tải cho tỉnh trong việc đầu tư cơ sở vật chất, phục vụ công tác đào tạo nghề. Thì sẽ chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh, phối hợp cùng quản lý lớp học và đồng thời hỗ trợ về cơ sở vật chất, ví dụ phòng lớp học và nhà xưởng thực hành. Từ việc liên kết này thì đã giúp hàng năm giảm ngân sách tỉnh chi cho việc nguồn học phí, giảm áp lực cho việc đầu tư trang thiết bị dạy nghề, mỗi nghề lên tới hàng tỷ đồng, hỗ trợ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh. Việc liên kết này phần nào giúp trung tâm có thêm nguồn kinh phí trong việc xây dựng lộ trình tự chủ tại đơn vị. Thứ hai đó là giúp trung tâm trong việc hỗ trợ trang thiết bị đào tạo nghề tại đơn vị. Thứ ba đó là cán bộ giáo viên ở trung tâm được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Thời gian tới, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên thành phố sẽ tiếp tục mở rộng liên kết một số trường chất lượng cao khác để đào tạo một số nghề đang có nhu cầu cao như các nghề liên quan đến các ngành kỹ thuật và chăm sóc sắc đẹp. Bên cạnh đó, trung tâm còn quan tâm đẩy mạnh liên kết đào tạo với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, làm nơi để các em thực tập với hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại và môi trường làm việc chuyên nghiệp. Hiện trung tâm liên kết với công ty thương mại Tân Hưng, Đức Huy Plaza, khách sạn Mường Thanh, khách sạn Ngôi Sao, công ty lữ hành quốc tế Bình Minh, một số nhà máy thủy điện trên địa bàn, các cơ sở kinh doanh chăm sóc sắc đẹp, tạo điều kiện cho học sinh thực hành, thực tập, giúp các em nâng cao kỹ năng nghề, đáp ứng thị trường lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Việc liên kết với doanh nghiệp đã tiết kiệm được nguồn lực đầu tư của nhà nước nhiều tỷ đồng cho thiết bị dạy nghề. Nhằm thực hiện tốt công tác tự chủ về nguồn lực tài chính, góp phần giảm chi cho ngân sách của tỉnh, bên cạnh đẩy mạnh liên kết đào tạo, thời gian qua, trung tâm cũng quan tâm triển khai nhiều giải pháp khác như đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực thông qua việc mở các lớp xã hội hóa, triển khai các chương trình ý nghĩa, đồng hành cùng học sinh nghèo đến trường, thu hút các nhà hảo tâm tham gia, như tặng học bổng cho học sinh nghèo, khó khăn, học sinh mồ côi, học sinh người đồng bào dân tộc vươn lên trong học tập, tặng nhu yếu phẩm cho học sinh, giúp các em cải thiện bữa ăn hàng ngày, yên tâm học tập. Kết quả trong 3 năm trở lại đây, trung tâm đã được các đơn vị doanh nghiệp tặng 230 suất học bổng cho học sinh người dân tộc có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, trị giá 115 triệu đồng. Các đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm còn tặng 750 suất quà cho học sinh khó khăn trong dịp Tết, trị giá 150 triệu đồng. Bên cạnh đó, hàng năm, trung tâm còn huy động nguồn tài trợ ủng hộ lương thực, gạo và các nhu yếu phẩm cho học sinh ở nội trú với tổng trị giá gần 120 triệu đồng. Đối với tự chủ về tài chính thì tại cái thời điểm này đang là thời điểm dịch Covid, cho nên cái việc mà chúng tôi mở các lớp xã hội hóa là cũng khó khăn. Các lớp xã hội hóa thì mới có nguồn thu thì mới tự chủ được tài chính. Cái việc thứ hai nữa là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hiện tại đang đóng cửa và hạn chế cái việc kinh doanh, cho nên việc tổ chức liên kết, tổ chức giảng dạy và học tập tại đơn vị doanh nghiệp đến thời điểm hiện tại này chúng tôi đang phải tạm dừng. Từ thực tế này, trung tâm cũng đã chủ động rà soát lại điều kiện thực tại, triển khai các kế hoạch, giải pháp một cách sáng tạo, phù hợp nhất, quyết tâm phấn đấu thực hiện các kế hoạch, mục tiêu tự chủ nguồn lực tốt nhất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục đào tạo được giao. Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục Giáo dục và Đào tạo Lào Cai cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.